Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn quy trình tác nghiệp an ninh kiểm soát vé xe tại bãi xe của tòa nhà. Hàng ngày, một khối lượng lớn phương tiện ra vào tòa nhà gồm rất nhiều chủng loại, rất khó kiểm soát. Và để đảm bảo an ninh, an toàn cho các phương tiện ra vào tòa nhà, Ban Quản lý tòa nhà đã phát hành vé xe. Hiện nay, Ban Quản lý tòa nhà đang áp dụng 3 hình thức vé xe là vé ngày, vé tháng và vé quý. Trên vé xe có đầy đủ thông tin về chủ hộ, biển số xe, loại xe. Đối với vé ngày, khi cư dân đi xe vào bãi xe, dừng xe trước bàn quản lý vé tại cổng vào bãi xe, nhân viên ghi vé và đưa cho cư dân. Khi cư dân ra khỏi bãi xe, trả lại vé và đóng phí tại bàn quản lý vé ở cổng ra của bãi xe. Đối với vé tháng và vé quý, cư dân xuống ban quản lý đăng ký thông tin, làm vé và đóng phí. Ban quản lý tòa nhà phát hành vé xe rồi chuyển cho an ninh quản lý vé xe tại cổng vào bãi xe. Nhân viên an ninh tại bàn quản lý vé tại cổng vào bãi xe cần phải phân loại vé quý, tháng theo từng tòa để dễ dàng cho việc tìm kiếm, quan sát, nắm bắt tình trạng xe và khi xe vào bãi báo cáo tình trạng xe, rò rỉ xăng dầu, vỡ, xước vỏ, vân vân. Đối với trường hợp cư dân báo mất hoặc hỏng vé xe, báo cho phòng trung tâm và đưa ra giấy tờ chứng minh là chủ xe thì nhân viên phòng trung tâm báo cho nhân viên an ninh khóa xe và cư dân đăng ký cấp lại vé xe tại ban quản lý tòa nhà.